Rồi hello tất cả anh em nha. Rất vui gặp lại anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một cao thủ nữa. Hôm nay thì mình sẽ soi đồ của cao thủ Hưng Cua. Top 1 Tống Kim một bên là 132 người. Tại server Đại Giang Sơn của website công thành chính xưa.net nha anh em. Và chúng ta sẽ đến với cao thủ Hưng Cua Đường Môn. Hôm nay mình đánh quá tệ, em được có 93 mạng cùng với tỉnh của mình là Bình Phước 93 luôn. Đứng hạng thứ 12 anh em ạ. Mình giới thiệu hôm nay thì có top 1 là Đường Môn, top 2 là Thúy Yên Trưởng, top 3 Võ Đan, top 4 là Thúy Yên Trưởng, top 5 là Võ Đan, top 6 Võ Đan, top 7 là Thinh Nhận, top 8 là Võ Đan, top 9 là Đường Môn và top 10 là Cô Luông Đao anh em ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ soi đồ của Hưng Cua nhé anh em. Hưng Cua anh em ạ, Hưng Cua. Soi đồ của Hưng Cua cho anh em xem nha. Đó, mang cái sát thương 44 điểm, quá chất luôn anh em ạ. Xin giới thiệu anh em là Hưng Cua là Đường Môn Tân Trưởng Môn của môn phái Thiên Nhẫn, có nghĩa là trong cái cuộc thi mà thi đấu cùng môn phái Đường Môn thì Hưng Cua đã vượt qua các cao thủ Đường Môn khác và lên giành ngôi vị Tân Trưởng Môn, thì có được cái con ngựa cộng kháng tất cả 1, máu cộng 200, tốc độ di chuyển 100, là cái mặt nạ cộng kill 9x 1 kill. Đó. Chúng ta coi đồ nha, sát thương lý ngoại công 44 điểm anh em. Server này thì cây nỏ tốc mà sát thương này rất là hiếm, nên là cây nỏ này cũng đáng đồng tiền bát gạo anh em, cũng rất là mắc anh em, không phải rẻ tiền gì mà có cây kiếm này. Khổng tức linh mà sát thương 44 ở 1 đâu, cũng phải tiền triệu đó anh em ạ, tiền triệu mới mua được cây khổng tức linh này đó. Cái áo 40 làm chậm 40 rồi, áo này cũng phải tiền triệu rồi, khỏi nói rồi. Dây chuyền kháng đất 7, kháng băng 17, nội lực 86, quá đẹp luôn. Nón phòng thủ lý 20, sinh lực 101. Bao tay phòng thủ lý 18, nội lực 52. Đai lưng là phòng thủ lý 19, nội lực 14. Dài là tốc độ di chuyển 35, kháng hỏa 23. Nhận kháng hỏa 20. Làm chậm 30, sinh lực 89, nội lực 54. Ngọc bội là làm chậm 20, xin được 121. Cái đôi giày với cái này 20, 20 với kháng hỏa 23, kháng tất cả 7 nữa. Cái này mình để mình đánh cả ngày không chết anh em. Đừng mua mặc hai món kháng hỏa này thì mình đánh cả ngày không chết luôn á. Em thấy kinh chưa? Còn cái đai lưng phòng thủ lý 19, 18, 20. Gần như là những món phòng thủ vật lý mà gọi là VIP nhất server anh em ạ. Cái đai lưng thì server có cái 24 nữa thôi. 19 gọi là cao nhất rồi đó, No 2, dạng No 2 server. Có cái đai lưng 24 anh em ạ. Nón hình như là cũng có nón 24. Nhưng nói hiện tại thì các đồ cái món này là gọi là hàng VIP của server anh em. Hàng No 1 server, No 2 server anh em ạ. Xin được cao này. Đai lưng làm 9. Những kháng hỏa 20, những kháng hỏa 20 hình như là cao nhất của server rồi. Không có những nào cao hơn. Làm chậm 30 thì như chưa có là nhẫn làm chậm 40 luôn nhé anh em. Làm chậm 30 mà sinh lực 89, nội lực 54, quá đẹp luôn. Nhẫn thì chưa có nhẫn làm chậm 40, ngọc bội cũng chưa có ngọc bội làm chậm 40 luôn. Đó, nói chung xét về bộ đồ thì quá VIP anh em ạ. Đường môn mà thực sự trong cái thế trận mà đánh mà 132 người ạc tay một bên, không có ngâm thì thực sự thì rất khó đánh anh em. Đến nỗi mình mà đánh không nổi luôn anh em. Đánh có 93 mạng, Hưng Cua giết người chơi 162, tử vong 42, yeah. Liên chạm 20 anh em ạ. Ứng ăn chưa anh em? Anh em có nhận xét gì về ạc này không? Không còn gì phải bàn luôn anh em ạ. Trời ơi ạc. Để bữa nào mượn ạc này đánh Tống Kim bữa thử coi thế nào anh em. Tại vì ở cái trận Tống Kim 21 giờ này thì võ đang rất là nhiều anh em ạ. Võ đang nhiều mà nếu mà đừng mô mà không đánh được cẩn thận ra nó xoáy cũng như chết như chơi chứ không giỡn đâu. Nói chung là anh em có thể thấy thì ở các server khác nếu anh em xem thì những món này thực sự là anh em thấy cùi cùi vậy thôi, nhưng tiền triệu mới sắm được nha anh em. Đồ đường môn rất là mắc, nếu mà chơi đường môn thì đầu tư rất là mắc, rất là tốn tiền. Mình chơi thiên nhẫn thì đồ của mình thì chắc chưa bằng một món cái này anh em ạ. Nếu toàn bộ đồ của mình chưa bằng một cái áo này luôn, nếu mà toàn xếp bộ đồ của mình chưa bằng một cái áo này thôi.
Rồi cái này là cái event hay cả năm. Cái này là ấn phục hồi nội lực 40 điểm ở map cổ thành. Ok nha anh em. Hôm nay mình đã review mặt đường môn top 1 cho anh em xem. Là anh em nào mà chơi đường môn thì cũng đừng nên nản. Ở trận tống kim mà 132 người này đừng có nản nha anh em. Đừng có nản anh em ạ. Nản là không có đang anh em có thấy lấy hừng cua làm phấn đấu anh em. Đường môn có thể top. Nhược Khuê cũng vậy, Nhược Khuê là Thúy Yên trưởng anh em. Đó là anh em đừng có nản và anh em cứ múc nha anh em. Cứ chơi anh em, môn phái nào cũng có thể top được anh em. Tùy giai đoạn thôi. Như lúc đầu chúng ta thấy Thiên Nhẫn có thể top, bây giờ Thiên Nhẫn chỉ có lệ sau. Lệ sau mới được top rồi, còn mình chỉ hạn top 12 tống kim nữa anh em ạ. Đó, cô luôn đao thì có viêm đế, đường môn thì có quỷ ma đầu nữa đó. Và những anh em chơi đường môn thì đừng có cố gắng cứ lên đồ VIP và đánh tống kim là sẽ có top nha. Đó, anh em cố lên. Và như vậy thì cảm ơn anh em nha, nếu anh em thấy hay nhận xét cho mình một like. Và nhận tặng một like cho cao thủ Hưng Cua để chúng ta cùng chứng kiến những trận tống kim hay của Hưng Cua nữa nha anh em.